Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin từ Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 12 tháng 6, ông Lê Sĩ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, ông đã ký quyết định kỷ luật buộc thôi việc 6 công chức thuộc các cục vụ của Thanh tra Chính phủ vì vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục 2, Thanh tra Chính phủ bị kỷ luật buộc thôi việc. Ngoài ông Khanh, 5 cán bộ khác tại Cục 2, vụ 2 là ông Nguyễn Nho Định, Thanh tra viên Cục 2, ông Hoàng Văn Xuân, Thanh tra viên chính Cục 2, ông Trần Văn Tuấn, Thanh tra viên cao cấp vụ 2, ông Trương Việt Hưng, Thanh tra viên chính vụ 2 và ông Nguyễn Duy Phương, Thanh tra viên chính vụ 2 cũng bị buộc thôi việc. Theo Thanh tra Chính phủ, ông Khanh và 5 cán bộ nêu trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Thanh tra Chính phủ. Về việc 6 cán bộ trên bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án nào, thì lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho hay vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra nên chưa thể thông tin cụ thể. 6 cán bộ này bị điều tra trong vụ việc có liên quan đến hoạt động thanh tra tại tỉnh Lâm Đồng. Thông tin từ Báo Tiền Phong, ngày 8 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ, trong đó có ông Nguyễn Ngọc Ánh, tỉnh ủy viên, chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Ông Nguyễn Ngọc Ánh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, nhận hối lộ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của ông Ánh đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành thanh tra. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Ngọc Ánh. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật Đảng. Trước đó, tại kỳ họp thứ 28, qua xem xét đề nghị của tỉnh ủy Lâm Đồng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với tỉnh ủy viên, chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Ngọc Ánh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, nhận hối lộ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành thanh tra. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Ánh. Trước đó, thông tin từ VOV, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu C03 Bộ Công an hôm ngày 15 tháng 3 đã bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Ánh, chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi nhận hối lộ. C03 đã phối hợp với Công an Lâm Đồng triệu tập ông Nguyễn Ngọc Ánh đến làm việc về những sai phạm liên quan đến công tác chỉ đạo, kết luận thanh tra trong quản lý, sử dụng đất, giao rừng tại dự án xây dựng khu đô thị huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Ngày 10 tháng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và buôn lậu đang phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án vì còn có một số cá nhân khác liên quan đến những sai phạm tại dự án này. Thông tin ban đầu về nguyên nhân khiến chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng rơi vào vòng lao lý là ông Nguyễn Ngọc Ánh có liên quan tới sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư. Trước đó, ngày 12 tháng 6 năm 2020, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra, quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kết luận kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của 3 dự án vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư, trong đó có dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 7 năm 2021, Thanh tra Chính phủ lại có thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung. Kết luận thanh tra do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký. Trong kết luận sửa đổi bổ sung này, Thanh tra Chính phủ lại đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo luật đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013,
yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết, khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được duyệt. Trước khi sửa đổi bổ sung kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra. Trong tổ công tác có ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư có quy mô hơn 3.595 ha. Trong đó, diện tích thuê rừng hơn 1.050 ha với tổng vốn đầu tư lên đến 25.243 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2010 đến năm 2018. Tuy nhiên tới nay, dự án này mới chỉ xây dựng được vài công trình tạm và để rừng bị phá lấn chiếm hàng trăm hecta. Liên quan đến vụ án này, sáng ngày 15 tháng 3, tại thành phố Đà Lạt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã họp để xem xét thi hành kỷ luật đảng viên. Theo đó, cơ quan này đã thống nhất đề nghị Trung ương khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh. Ông Nguyễn Ngọc Ánh từng giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng và được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vào ngày 17 tháng 6 năm 2019. Đầu tháng 1 năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn nghi chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Sự việc ông Ánh bị bắt giam để điều tra hành vi nhận hối lộ khiến dư luận bất ngờ, bởi ông Nguyễn Ngọc Ánh là người đứng đầu một cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực tại một địa phương. Cũng mang chức danh Chánh Thanh tra, nhưng không phải ở một địa phương mà ở một cơ quan quản lý nhà nước, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 bị công an bắt vì liên quan đến một vụ đánh bạc nghìn tỷ. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, ngày 10 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Thanh Trì, 54 tuổi, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu, về hành vi nhận hối lộ, theo khoản 2, điều 354 Bộ Luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 30 tháng 3, Công an tỉnh Lai Châu tạm giữ 15 cán bộ công chức một số sở ban ngành và các huyện về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ. Cụ thể, cơ quan điều tra tạm giữ 6 người trong đoàn thanh tra của tỉnh Lai Châu về hành vi nhận hối lộ và 9 người là trưởng ban, nguyên trưởng ban quản lý rừng phòng hộ các huyện của tỉnh Lai Châu về hành vi đưa hối lộ. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Lai Châu đã mời Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra để làm việc, làm rõ những nghi vấn liên quan đến việc nhận hối lộ. Ghi nhận của báo Tuổi Trẻ Online, ngày 25 tháng 4 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đặng Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Tuấn bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là diễn biến trong quá trình Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ mở rộng điều tra vụ án đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua game bài Rig VIP do hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thành Hóa bảo kê. Cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Tuấn để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, tại phiên phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 5 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 10 năm tù. Tương tự, tòa vẫn giữ nguyên mức án 2 năm tù đối với bị cáo Phan Sào Nam về tội tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 5 năm tù. Hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thành Hóa không kháng cáo. Viện kiểm sát cũng không kháng nghị liên quan đến hai ông này. Vì vậy, tòa phúc thẩm không xem xét về hai ông này và hai ông cũng không ra tòa. Đồng thời, bản án mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với hai ông Vĩnh 9 năm tù, ông Hóa 10 năm tù, cùng về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, có hiệu lực pháp luật. Đáng chú ý, tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ sau khi tuyên án với các bị cáo đã đề nghị làm rõ 11 vấn đề. Trong đó, tòa kiến nghị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân thuộc các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan có chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông nhưng không kiểm tra phát hiện kịp thời. Khi phát hiện thì không kiên quyết xử lý, để đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc trực tuyến trong thời gian dài, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Đặng Anh Tuấn, sinh năm 1970, công tác tại vụ pháp chế Bộ Thông tin và Truyền thông từ năm 2002 đến năm 2008,
giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại từ tháng 9 năm 2008, Vụ trưởng Vụ Pháp chế từ năm 2012 đến năm 2015. Ngày 20 tháng 4 năm 2015, ông Tuấn được bổ nhiệm làm Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.